mẹo làm sạch luộc lòng heo giòn sần sật trắng tinh hết sạch mùi hôi với cách cực đơn giản này chị em sẽ chế biến được món lòng heo luộc cho gia đình vừa ngon giòn trắng đẹp và hết sạch mùi hôi lòng lợn hay còn gọi là lòng heo là món ăn khoái khẩu của nhiều người có điều quá trình sơ chế và chế biến rất mất thời gian khiến nhiều người e ngại trong khi đi mua ở ngoài về ăn thì không đảm bảo tuy nhiên nếu nắm được những mẹo sau đây bạn sẽ không ngại việc chế biến món lòng heo cho cả nhà ăn nữa cách làm lòng hết sạch mùi hôi nhiều người rất cầu kỳ làm sạch lòng bằng chanh, chấm, nước chua chua, phèn chua, nhưng có khi vẫn không làm hết được mùi hôi của lòng hoặc có khi làm quá, lòng heo không còn ngon nữa. Có một bí quyết cực kỳ đơn giản là bạn hãy dùng bột mì để làm sạch lòng. Cách làm như sau: Lòng heo lộn trái, bỏ hết lớp màng mỡ, dùng bột mì trộn với một chút muối bóp kỹ, rửa dưới vòi nước sạch. Cuối cùng, dùng chanh xác vào lòng heo để làm sạch chất bẩn còn sót lại. Nếu làm theo cách này, sau khi luộc lòng heo sẽ thơm và có màu trắng ngon mắt. Luộc lòng heo chuẩn bị một bát nước ngồi có pha vài chọc chanh. Đường nước sôi mạnh rồi mới thả lòng vào. Bước này là bước quyết định lòng có ngon hay không. Nhiều người hay thả lòng vào nước lạnh rồi mới đun sôi, như thế khiến lòng dễ bị dai. Nếu bạn thả lòng vào nước đang sôi sẽ khiến lòng vừa chín tới và tròn tan. Khoảng 10 phút sau lòng chín tới, vớt lòng ra thả ngay vào bát nước có vắt chanh để lòng giòn, trắng và không bị thâm.